Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn phiên bản gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9. Sở Nội vụ cho biết ông Đoàn Ngọc Hải được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố vào đầu tháng 6 năm 2019. Một ngày sau khi nhận quyết định, ông Đoàn Ngọc Hải có đơn xin từ chức theo nguyện vọng. Sau khi lưu ý nguyện vọng của ông Đoàn Ngọc Hải, đến ngày 4 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn đối với ông Hải. Đến ngày 9 tháng 9 năm 2019, ông Đoàn Ngọc Hải có đơn xin nghỉ việc gửi Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn. Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đã chủ trì cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân quận 1 thảo luận, dàn xếp chỉ đạo việc xử lý đơn xin thôi việc của ông Đoàn Ngọc Hải. Tại cuộc họp, các đơn vị đã chỉ đạo trình tự thực hiện để giải quyết đơn xin thôi việc và cơ chế chế độ đối với ông Hải. Theo đó, các đơn vị đề nghị Tổng Công ty thực hiện các luật pháp về công sức để xác lập mối quan hệ công sức với ông Hải. Trong trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải không đến làm việc, Tổng Công ty cần phải chặt chẽ về thủ tục hành chính bằng văn phiên bản, khi dàn xếp, liên hệ với ông Hải đảm bảo trình tự giải quyết theo luật pháp của Bộ Luật Công sức. Đối với nguồn e phí chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Hải thì Tổng Công ty cùng Ủy ban Nhân dân quận 1 phối hợp thực hiện, do ông Đoàn Ngọc Hải có quá trình công tác là cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân quận 1. Tuy nhiên, theo công bố của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn, ông Đoàn Ngọc Hải không đến Tổng Công ty để phối hợp giải quyết đơn xin nghỉ việc. Vì vậy, để tránh phát sinh các kiện về sau, Sở Nội vụ thành phố đã có tờ trình kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn phải dàn xếp kỹ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố để được chỉ đạo trình tự, thủ tục về việc giải quyết đơn xin thôi việc của ông Đoàn Ngọc Hải nhằm đảm bảo các thủ tục hành chính theo luật pháp. Tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Quang đã ký quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn của ông Đoàn Ngọc Hải. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 9, đúng 3 tháng kể từ ngày ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức. Ông Đoàn Ngọc Hải phụ trách mảng thành phố quận 1 từ tháng 3 năm 2016 và ngay sau khi nhận nhiệm vụ đã tập trung xử lý mạnh vấn đề lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường và đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa khắp thành phố, Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước. Từ cuối năm 2017, công tác lập lại trật tự lòng lề đường khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này lắng xuống. Ông Đoàn Ngọc Hải không còn trực tiếp xuống đường. Đầu tháng 1 năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức.